Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc từ được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình. Với tỷ lệ từ 50 cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị. Thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cứu vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo, một chuyên gia tài chính và đầu tư chứng khoán, tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân bình ngân sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình này gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin thế giới, bản tin đầu tiên là hơn 1 triệu người phải di tản tại Lebanon trong cuộc chiến với Israel. Khi cuộc chiến giữa Israel và Lebanon vẫn tiếp diễn, các quan chức nhân đạo ước tính rằng số người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này ít nhất là 1.2 triệu. Phần lớn trong số đó phải tản cư bên trong nước Lebanon. Các hình ảnh gần đây từ chương trình Lương thực Thế giới cho thấy quy mô của cuộc khủng hoảng khi mọi người chạy trốn bằng đường bộ, xe hơi, xe buýt hoặc bất cứ phương tiện giao thông nào khác để tìm nơi an toàn. Điều này xảy ra khi các chuyên gia cảnh báo về tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng và các rủi ro nghiêm trọng khác đối với người dân. Bắc Hàn cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt nối với Nam Hàn. Quân đội Bắc Hàn cho biết họ sẽ thực hiện hoạt động quân sự đáng kể, đó là cắt đứt hoàn toàn lãnh thổ của mình khỏi Nam Hàn sau nhiều tháng củng cố biên giới được vũ trang mạnh mẽ. Thông báo này được đưa ra hôm thứ Tư sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un hủy bỏ chính sách lâu đời là tìm sự thống nhất hòa bình với Nam Hàn vào đầu năm nay. Tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt còn lại kết nối với miền Nam sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, chặn đường tiếp cận dọc theo biên giới. Theo quân đội Nam Hàn, kể từ tháng Giêng năm nay, Bình Nhưỡng đã tăng cường phòng thủ biên giới. Họ đặt mìn, xây dựng bẫy chống tăng và phá hủy cơ sở hạ tầng, đường sắt. Ông Kim Jong-un cũng đã tăng cường lời lẽ gay gắt chống lại Nam Hàn, gọi nước này là kẻ thù chính bất biến của Bắc Hàn, là một mô tả được lặp lại trong thông báo mới nhất của phía Bắc Hàn. Bộ Tổng tham mưu Bắc Hàn cho biết các biện pháp này là phản ứng trước các cuộc tập trận chiến tranh gần đây được tổ chức tại Nam Hàn và các chuyến thăm của những gì mà họ tuyên bố là tài sản hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực. Trong năm qua, một tàu hàng không mẫu hạm, tàu tấn công đổ bộ, máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm của Hoa Kỳ đã đến thăm Nam Hàn, khiến cho Bình Nhưỡng tức giận chỉ trích. Trong hồi đáp hôm thứ Tư, thì Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết thông báo của Bắc Hàn là một biện pháp tuyệt vọng, xuất phát từ sự bất an của chế độ thất bại của ông Kim Jong-un và sẽ chỉ dẫn đến sự cô lập khắc nghiệt hơn cho Bắc Hàn. Trung Quốc dùng vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm để tuyên truyền sai lệch về iPhone. Trên phương tiện truyền thông xã hội được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, những người kiểm duyệt đã cho phép video hồi năm 2011 về một chiếc iPhone phát nổ lan truyền một cách rộng rãi. Họ đưa ra những so sánh gây hiểu lầm với các cuộc tấn công chết người tại Lebanon khi hàng ngàn máy nhắn tin pager và bộ đàm walkie-talkie được gắn thuốc nổ. Những người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc đang sử dụng video đã 13 năm tuổi này để lan truyền tin đồn về iPhone của công ty Apple với gợi ý mà không có bằng chứng là những chiếc iPhone thông thường chưa bị can thiệp có thể bị kích nổ từ xa, biến chúng thành vũ khí chết người. Ông Chris Bolden là người dùng YouTube, người dẫn chương trình Art Physics Duck xác định bạn không thể nào làm cho một chiếc iPhone phát nổ như vậy mà không cho thuốc nổ vào đó. Ông Chris Bolden là người đàn ông đứng sau video lan truyền gốc, người Mỹ. Ông nói rằng chiếc iPhone được thu hình cho nổ trong video của ông mình đã được kết nối với một máy điện áp cao. Ông nhấn mạnh, để làm cho chiếc iPhone nhỏ bé đó phát nổ, chúng tôi phải có một nguồn điện lớn hơn tủ lạnh và nặng vào khoảng nửa tấn. Bất chấp những nỗ lực của một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc nhằm bác bỏ những tin đồn trực tuyến, nỗi lo sợ rằng iPhone có thể phát nổ đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội khiến cho nhiều người lo sợ. Một số người tiêu dùng Trung Quốc cho rằng muốn bảo vệ mạng sống thì nên sử dụng các sản phẩm của Trung Quốc. Một số người có sức ảnh hưởng đang khuyến khích người dùng chuyển sang các thương hiệu Trung Quốc. Chủ nghĩa dân tộc mạng ở Trung Quốc tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các cuộc tấn công sai trái và các thương hiệu nước ngoài như Apple. Những bài đăng này không bị quân đội của Trung Quốc kiểm duyệt trực tuyến đụng chạm đến. Trong khi đó, thì cựu nhân viên CIA là Bob Baer nhấn mạnh rằng iPhone chủ yếu được lắp ráp ở Trung Quốc. Theo ông, nếu mà chính phủ Trung Quốc tham gia thì họ có thể gian lận bất cứ chiếc điện thoại nào trong số này.
Ông B cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy bất cứ điện thoại nào đang bị biến thành vũ khí. Nhưng ông cũng cảnh báo bất cứ điện thoại nào có chip đều không an toàn. Bạn có thể cho nó nổ tung nếu bạn cho kíp nổ hoặc cho chất nổ vào. Ông cũng nói có rất nhiều cách dễ dàng hơn để giết một người mà không cần phải lấy điện thoại của họ. Trên thực tế thì điện thoại không thể tự phát nổ mà không được cho thêm thuốc nổ. Điều tối đa mà điện thoại có thể gây hại, theo lời ông, là làm pin quá nóng và bắt lửa. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được một loạt các thuyết âm mưu về từ các cuộc tấn công ở Lebanon, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi mà một công ty xây dựng đã cấm sử dụng iPhone tại nơi làm việc và nói rằng nhân viên có thể bị sa thải nếu họ mang theo iPhone. Thậm chí họ còn cung cấp phiếu mua hàng giảm giá để mua một sản phẩm thay thế do Trung Quốc sản xuất. Doanh thu của IKEA giảm sau các chương trình hạ giá. IKEA đang báo cáo doanh thu giảm lần đầu tiên trong thời gian 4 năm. Năm ngoái, IKEA đã hạ giá vào khoảng 2.000 sản phẩm để giúp khách hàng mệt mỏi vì lạm phát được thoải mái một chút. Mặc dù điều đó đã thúc đẩy sự gia tăng đơn đặt hàng, nhưng doanh số đã giảm 4% trong năm tài chính 2014 của IKEA. Nhà bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới này cho biết họ không hối hận khi ưu tiên mức giá thấp hơn trong sáng kiến hạ giá hàng hóa với tổng trị giá 2 tỷ Mỹ Kim của mình. Những mức giá thấp hơn đó đã dẫn đến lượng khách hàng đến cửa tiệm và trên trang web của IKEA tăng 21%. Công ty IKEA cho biết họ cũng có kế hoạch thực hiện một đợt giảm giá mới trong năm nay, nhưng sẽ không lớn như đợt trước. Ông trùm xe hơi Tata của Ấn Độ qua đời ở tuổi 86. Cựu chủ tịch tập đoàn xe hơi Tata của Ấn Độ đã qua đời ở tuổi 86, theo một tuyên bố từ tập đoàn này. Tuyên bố viết rằng, với cảm giác mất mát sâu sắc, chúng tôi xin chia tay ông Ratan Naval Tata, một nhà lãnh đạo thực sự phi thường, người đã có những đóng góp vô giá không chỉ định hình nên tập đoàn Tata, mà còn định hình nên chính nền tảng của quốc gia chúng ta. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phản ứng trước sự ra đi của ông Tata. Ông Modi viết rằng, Ratan Tata là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn xa, một tâm hồn nhân hậu và một con người phi thường. Ông Tata đã nghỉ hưu với tư cách là chủ tịch vào năm 2012 và là chủ tịch danh dự của Tata Sons trước khi từ trần. Nữ văn sĩ Han Kang giành được Nobel Văn học năm 2024. Giải Nobel Văn học năm 2024 đã được trao cho bà Han Kang. Viện Hàn Lâm Thụy Điển đang vinh danh những gì mà họ mô tả là văn xuôi thơ mãnh liệt của bà, đối mặt với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người. Han là tác giả người Nam Hàn đầu tiên giành giải thưởng văn học. Và bà chỉ là người phụ nữ thứ 18 trong số 117 giải thưởng được trao kể từ năm 1901. Giải thưởng được công bố tại Thụy Điển vào ngày thứ Năm 10 tháng 10, có giá trị tiền mặt là 1 triệu Mỹ Kim. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Stockholm vào ngày 10 tháng 12 năm nay. Bức tranh Monet bị Đức Quốc xã đánh cắp được trả lại cho gia đình người Áo sống ở Hoa Kỳ. Đây là một bức tranh phấn màu hiếm có của danh họa Claude Monet trải qua một hành trình đáng chú ý. Một cặp vợ chồng ở Áo đã mua bức tranh này, tác phẩm có tên là Bordemere năm 1936. Sau đó thì họ cất giữ bức tranh trong một nhà kho vận chuyển để gửi về cho chính mình khi họ chạy trốn khỏi chế độ Đức Quốc xã 2 năm sau đó. Nhưng lực lượng Gestapo của Hitler đã tịch thu bức tranh và nó đã biến mất kể từ đó. Bức tranh cuối cùng đã xuất hiện trở lại hồi năm 2016 tại một cuộc triển lãm ở Pháp, nơi mà một người bán đồ cổ tại Louisiana đã mua bức tranh và bán lại cho một cặp vợ chồng ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Họ đã niêm yết để bán bức tranh ở Houston, Texas. Đó là lúc mà cơ quan điều tra liên bang FBI nhìn thấy bức tranh và nhận ra nó đã bị đánh cắp. Hôm thứ Tư, ngày 9 tháng 10, bức tranh trị giá nửa triệu Mỹ Kim cuối cùng đã được trao cho cháu gái của cặp vợ chồng người Áo ở New Orleans. Người nhận nói rằng họ không có kế hoạch giữ bức tranh tại nhà, nhưng không rõ họ sẽ trưng bày bức tranh lịch sử này ở đâu. Bão Milton gây tử vong và tàn phá trên bình diện rộng tại Florida. Bão Milton đã gây ra một tác động chết người khi đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida với cường độ bão cấp 3 hôm thứ Tư. Ít nhất 14 người đã tử vong do cơn bão và thống đốc Florida Ron DeSantis cảnh báo rằng số thương vong có khả năng sẽ tăng lên. Các hoạt động cứu cấp trên mặt nước và đánh giá thiệt hại đang được tiến hành, nhưng gió to, lốc xoáy và mưa tàn khốc của Milton có thể gây ra thiệt hại được bảo hiểm lên tới 50 tỷ Mỹ Kim, theo xếp hạng của Fitch. Người ta có thể nghe thấy sự kinh hoàng tột độ trong giọng nói của cư dân, chẳng hạn Angie Dooley khi cô chạy trốn khỏi nhà lúc mực nước dâng lên cao nguy hiểm lúc 4 giờ sáng thứ Năm tại Daytona Beach và đã trở lại thấy xe của mình ngập nước. Cảnh sát trưởng Mike Chitworth tại quận Volusia xác định, tôi có thể nói với bạn rằng chúng ta sẽ phải mất một thời gian dài để phục hồi.
bão Milton đã tàn phá Florida, đẩy thuyền vào bờ, lật đổ xe đầu kéo 18 bánh và phá hủy nhà cửa. Nhưng thảm kịch lớn nhất có vẻ đã xảy ra ở quận St. Lucie, cách đất liền khoảng 150 dặm, nơi mà nhiều cơn lốc xoáy tàn phá khu vực. Qua điện thoại, cảnh sát trưởng Keith Pearson, quận St. Lucie cho biết, những cơn lốc xoáy trên mặt đất đã quét qua quận của chúng tôi theo hướng Bắc, khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Và thật không may, nó đã tấn công một cộng đồng hưu trí, chủ yếu là nhà tiền chế, nơi chúng tôi đã chịu thiệt hại nhân mạng. Quận Volusia kéo dài lệnh giới nghiêm qua đêm thứ Năm. Ông Clint Mecham là giám đốc quản lý tình trạng khẩn cấp ở quận Volusia đã kêu gọi, xin làm ơn, đây không phải là lúc để công dân và du khách của chúng tôi ở quận Volusia đi ra đường. Trong khi nhiều cư dân đang háo hức được trở về nhà, tình trạng thiếu xăng vẫn là một trở ngại, với gần 20% trạm xăng hết nhiên liệu trong quá trình di tản. Các tàu và tàu chở dầu đang làm việc để nạp đầy xăng cho các trạm đó trong 48 giờ sắp tới. Sự cứu trợ rất cần thiết bởi vì Milton là cơn bão thứ ba đổ bộ vào Florida trong năm nay. Keith Turi là giám đốc ứng phó và phục hồi của FEMA kêu gọi, thực tế là hai cơn bão này đã tác động đến cùng một khu vực, trái tim của bạn hướng về những người bị ảnh hưởng. Thật khó khăn khi phải trải qua những điều như thế này. Cảnh báo để tránh lừa đảo liên quan đến bão Milton. Đầu tiên là Helene và bây giờ là Milton, hai cơn bão mạnh gây ra thiệt hại trên bình diện rộng. Và giống như những cơn bão khác, các quan chức tiểu bang đang lập lại cảnh báo người tiêu dùng, cảnh giác với tình trạng tăng giá đột ngột sau khi cơn bão đi qua và quá trình dọn dẹp bắt đầu. CNBC gần đây đã đưa ra các mẹo về cách khám phá lừa đảo và tránh trở thành nạn nhân của tình trạng tăng giá đột ngột. Đầu tiên, nếu tìm ra một ví dụ rõ ràng về việc tăng giá, quý vị có thể báo với chủ doanh nghiệp. Nếu cách đó không hiệu quả, quý vị cũng có thể báo với Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang. Và hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải mua mặt hàng bị tăng giá đó. Trong một số trường hợp, chỉ cần chụp một tấm hình về mặt hàng trên kệ có giá đó là đủ. Nhưng hãy lưu ý rằng các điều khoản bảo vệ chống tăng giá đã được thiết lập khác nhau tùy theo từng tiểu bang. Và một số tiểu bang không có luật chống tăng giá. Hãy cảnh giác với các trò lừa đảo khác có thể xảy ra trong quá trình phục hồi sau thảm họa thiên tai. Mọi người có thể đóng giả là đại diện của tổ chức chính phủ FEMA, hoặc thậm chí là một công ty bảo hiểm hoặc là hiệp hội doanh nghiệp nhỏ để lừa tiền. Nhằm tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo mạo danh đó, quý vị hãy nhớ không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính nào của mình. Để biết thêm mẹo tránh lừa đảo liên quan đến bão, hãy xem toàn bộ bài viết tại cnbc.com. Lạm phát giá tiêu dùng đạt mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Lạm phát giá tiêu dùng đã chậm lại tháng 9 năm nay, đạt mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi. Dữ liệu mới hôm thứ Năm cho thấy mức lạm phát tương tự như những gì đã thấy trong năm 2017 và 2018. Chỉ số giá tiêu dùng tức là CPI, đo lường sự thay đổi giá cả trên các hàng hóa và dịch vụ, được mua thông thường là 2.4% trong 12 tháng, kết thúc vào tháng 9, theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Con số này không phải là sự hạ nhiệt như các kinh tế gia mong đợi, nhưng họ cho biết nó vẫn đang đi đúng hướng. Chỉ số CPI cốt lõi dự kiến sẽ ổn định trong tháng do lạm phát gia cư và giá tăng tạm thời đối với những thứ như là bảo hiểm, giá nhà và xe cộ. Trợ cấp an sinh xã hội năm 2025 chỉ tăng nhẹ 2.5%. Những người nhận phúc lợi an sinh xã hội sẽ thấy khoản thanh toán hàng tháng của họ chỉ tăng nhẹ có 2.5% vào năm tới. Lạm phát giảm đều đặn hạn chế việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm, theo cơ quan an sinh xã hội. Nhìn chung thì đối với gần 68 triệu người về hưu, các khoản tiền an sinh hưu trí hàng tháng sẽ tăng vào khoảng 50 Mỹ Kim lên mức dưới 2.000 Mỹ Kim một chút, bắt đầu kể từ tháng Giêng năm 2025. Số tiền an sinh mới sẽ giống như là một sự điều chỉnh nhỏ so với mức điều chỉnh 8.7% trong năm 2023. Việc điều chỉnh hàng năm dựa trên số liệu lạm phát từ 8 các nguyệt thứ 3 của năm, dữ liệu đó đã hạ nhiệt kể từ khi đạt mức cao nhất trong 4 thập niên cách đây vài năm. Chính phủ Mỹ cảnh báo về sự gia tăng của các hiệu thuốc trực tuyến bất hợp pháp. Các quan chức Hoa Kỳ đang cảnh báo quốc gia về sự gia tăng của các hiệu thuốc trực tuyến bất hợp pháp. Cơ quan thực thi pháp luật về ma túy, tức là DEA, đã ban hành một bản báo cáo an toàn công cộng về các cửa hàng bán thuốc giả hoặc là thuốc nhái. Các đặc vụ cho biết những công ty nước ngoài điển hình này thường thường có tên chung chung như là cửa hàng dược phẩm trực tuyến .com hoặc là đặt mua thuốc giảm đau trực tuyến .com. Theo cơ quan DEA, các loại thuốc được bán thường thường không phải từ các công ty dược phẩm lớn, có uy tín, mà là từ những kẻ buôn bán ma túy. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, cho biết những công ty này thường thường bán sản phẩm của họ với mức giá thực sự quá rẻ để có thể là thuốc thật. Việc sử dụng những sản phẩm giả mạo đó có thể gây hại cho sức khỏe hoặc thậm chí gây tử vong. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã công bố cáo buộc hình sự đối với 18 bị cáo bị buộc tội điều hành các hiệu thuốc trực tuyến giả mạo.
Cũng liên quan đến thuốc, hiệu thuốc Amazon sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày. Amazon đang mở rộng dịch vụ giao đơn thuốc trong ngày. Đến cuối năm 2025 thì mạng lưới nhà thuốc Tây của họ sẽ tiếp cận 45% khách hàng của Amazon trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Công ty cho biết họ sẽ bổ sung thêm 20 nhà thuốc mới, nhỏ hơn, sẽ được đặt vào các trang web giao hàng trong ngày của Amazon. Đây không phải là các địa điểm vật lý mà khách hàng có thể đến trực tiếp. Thay vào đó, chúng là các trang web hoàn thiện đơn hàng của nhà thuốc, được tự động hóa cao do một nhóm dược sĩ và kỹ thuật viên dược phẩm được cấp phép, giám sát. Amazon đã công bố một số thành phố mà họ sẽ mở rộng dịch vụ, bao gồm các thành phố Boston, Dallas, Minneapolis, Philadelphia và San Diego. Công ty cung cấp khoai tây chiên cắt giảm việc làm khi nhu cầu chậm lại. Doanh số bán khoai tây chiên đã giảm khi khách hàng không mua thức ăn nhanh nữa vì giá cả tăng cao. Và điều đó đang gây tổn hại đến nhà cung cấp khoai tây chiên lớn nhất nước Mỹ. Tuần trước, Lam Weston đã thông báo họ sẽ sa thải gần 400 công nhân và đóng cửa một nhà máy ở tiểu bang Washington vì nhu cầu chậm lại. Công ty sản xuất khoai tây khổng lồ đang gặp tình trạng bức cung vượt cầu vào thời điểm mà nhu cầu chậm lại. Nguyên nhân là do doanh số bán hàng tại các chuỗi tiệm thức ăn nhanh đang giảm mạnh khi lượng khách hàng cũng giảm. McDonald's, khách hàng lớn nhất của Lam Weston, đang đưa ra các bữa ăn giá trị để cố gắng thu hút khách hàng quay lại. Nhưng điều đó không giúp ích gì cho Lam Weston vì các bữa ăn giá trị đi kèm với một phần khoai tây chiên nhỏ hơn. Sự thay đổi này đã ảnh hưởng đến Lam Weston vì mọi người ít có khả năng tự nấu khoai tây chiên tại nhà hơn. Công ty cho biết 80% khoai tây chiên được tiêu thụ tại Hoa Kỳ đến từ các chuỗi tiệm thức ăn nhanh. TikTok bị 14 tiểu bang kiện vì gây hại cho sức khỏe tâm thần trẻ em. TikTok đang phải đối mặt với nhiều áp lực pháp lý hơn. Hôm thứ Ba, 14 tiểu bang đã đệ đơn kiện cáo buộc rằng nền tảng truyền thông xã hội này gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em. Các vụ kiện cáo buộc rằng TikTok sử dụng hệ thống đề nghị nội dung gây nghiện, coi trọng lợi nhuận hơn sự an toàn. Họ tuyên bố rằng hệ thống này được thiết kế để giữ cho trẻ vị thành niên trên ứng dụng càng lâu càng tốt. Điều này giúp cho công ty tăng doanh thu từ việc bán quảng cáo được nhắm mục tiêu. Họ trích dẫn nguồn cấp dữ liệu nội dung cuộn vô tận của TikTok, video thử thách của TikTok và thông báo đẩy vào đêm khuya có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Khiếu nại cũng cáo buộc rằng cái gọi là bộ lọc làm đẹp của TikTok có thể gây ra các trở ngại về hình ảnh cơ thể và các rối loạn sức khỏe tâm thần và thể chất khác. TikTok cho biết họ tin rằng nền tảng của mình an toàn cho trẻ em và họ cung cấp các tính năng an toàn như giới hạn thời gian sử dụng màn ảnh và các công cụ giám sát của phụ huynh tùy chọn. TikTok đang đấu tranh với một đạo luật có thể khiến cho nó bị cấm tại Hoa Kỳ sớm nhất là vào năm tới, cũng như một vụ kiện từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng nền tảng này đã thu thập dữ liệu của trẻ em một cách bất hợp pháp. Zillow hiện cho phép người mua xem dữ liệu rủi ro khí hậu đối với các ngôi nhà. Khi các thảm họa thiên nhiên gia tăng trên khắp nước Mỹ thì những người mua nhà tiềm năng có thể đang đánh giá rủi ro khí hậu của một khu vực khi họ mua một ngôi nhà mới. Đó là lý do tại sao Zillow đã ra mắt một tính năng vào tháng trước cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của một bất động sản giao bán trước các sự kiện khí hậu khắc nghiệt. Trang web bất động sản Zillow đã hợp tác với công ty mô hình khí hậu First Street để có dữ liệu. Nó hiển thị rủi ro về lũ lụt, cháy rừng, gió lớn, nhiệt độ cao và phẩm chất không khí trên từng danh sách hoặc là thông qua bản đồ mã màu. Tính năng này cũng ước tính rủi ro của một ngôi nhà trong 15 và 30 năm tới. Đây là thời hạn thông thường của các khoản vay nợ mua nhà loại cố định. Theo phân tích của Zillow vào tháng 8, 55% trong số tất cả các danh sách nhà giao bán mới có nguy cơ chịu nhiệt độ cao khắc nghiệt, trong khi gần 17% có nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng lớn. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ. Bàn về ngân sách gia đình, tuần này Thanh Thảo nhận được câu hỏi của khán giả về việc nên làm gì với số tiền khi về hưu phải rút ra tối thiểu từ quỹ để dành hưu trí. Sau đây là phần trả lời Đại Cương. Những điều nên làm với các khoản rút tiền bắt buộc lúc về hưu khi bạn không cần đến tiền. Đối với một số người đã nghỉ hưu, thời hạn rút tiền bắt buộc dịch từ chữ Required Minimum Distribution từ các chương mục hưu trí đang đến gần. Và những người không cần tiền vẫn có các lựa chọn. Kể từ năm 2023, hầu hết những người đã nghỉ hưu phải rút tiền phân phối tối thiểu bắt buộc, viết tắt là RMD, từ các chương mục hưu trí được hoãn thuế bắt đầu từ năm 73 tuổi. Ngày 1 tháng 4 sau khi bước sang tuổi 73 là thời hạn đầu tiên phải rút tiền. Nhưng những người đã nghỉ hưu thì phải rút RMD trước ngày 31 tháng 12 trong những năm tiếp theo. Theo chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận Judy Brown, hiệu trưởng tại SC&H Group có trụ sở chính tại các khu vực đô thị Washington DC và Baltimore. Bà cũng là một kế toán viên công chứng, thì điều nên làm tiếp theo thuộc phụ thuộc vào mục tiêu cá nhân, kế hoạch tài chính cũng như thuế của khách hàng.
Các chuyên gia tài chính cũng cho biết trước khi quyết định làm gì với RMD, điều quan trọng là phải cân nhắc các ưu tiên ngắn hạn và dài hạn, bao gồm các mục tiêu di sản cùng với tác động về thuế. Nếu bạn đang nhắm đến tăng trưởng dài hạn, bạn có thể tái đầu tư số tiền RMD sau khi đã trừ thuế vào một chương mục mở tại công ty đầu tư và tiếp tục chiến lược đầu tư hiện tại của mình. Sau khi bán những tài sản đó thì bạn sẽ nhận được mức thuế lợi tức vốn dài hạn, tức là long term capital gain, là 0%, 15% hoặc 20% nếu nắm giữ tài sản trong hơn một năm. Mức thuế phụ thuộc vào lợi tức chịu thuế. Chiến lược này có thể dẫn đến tiết kiệm thuế trong tương lai nếu quý vị sử dụng số tiền đó cho một khoản chi lớn sau này, chẳng hạn như là chăm sóc sức khỏe. Tài sản trong quỹ đầu tư có thể phải chịu thuế đánh trên tiền lời capital gain, trong khi các quỹ hưu trí trước thuế phải chịu thuế lợi tức thông thường. Một số cố vấn tài chính cũng sử dụng chuyển nhượng hiện vật, tức là chuyển tài sản là những cổ phiếu chứng khoán trực tiếp từ chương mục hưu trí trước thuế của bạn sang một chương mục ở công ty đầu tư để tiếp tục đầu tư vào cùng một loại tài sản. Bạn vẫn phải trả thuế cho khoản tiền rút ra, nhưng bạn vẫn giữ nguyên cổ phiếu nắm giữ ban đầu của mình. Tuy nhiên, có lý do chính đáng để không giữ các tài sản giống hệt nhau trong một chương mục đầu tư nơi phải chịu thuế lợi tức hàng năm. Ví dụ, bạn có thể muốn chuyển các cổ phiếu đang nắm giữ sang các quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán, tức là ETF, bởi vì chúng vô cùng hiệu quả về thuế. Không giống như các quỹ hỗ tương, tức là mutual funds, hầu hết các ETF không phân phối các khoản thanh toán tiền lời capital gains, và điều này có thể giúp các nhà đầu tư tiết kiệm được thuế hàng năm. Còn nếu bạn là người làm từ thiện thì một lựa chọn khác có thể là Qualified Charitable Distribution, tức là phân phối từ thiện đủ điều kiện, viết tắt là QCD, là khoản chuyển trực tiếp từ quỹ hưu trí cá nhân sang một tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện. Đối với năm 2024 thì những người về hưu từ 70 tuổi rưỡi trở lên có thể quyên góp tới 105.000 Mỹ Kim đáp ứng các yêu cầu RMD hàng năm đối với những người từ 73 tuổi trở lên. Không có khấu trừ từ thiện, nhưng QCD không được tính vào lợi tức đã điều chỉnh, tức là Adjusted Gross Income, nghĩa là người về hưu không cần phải liệt kê các khoản giảm thuế để yêu cầu khấu trừ. Một số chuyên gia tài chính cho rằng, về cơ bản, đây là khoản khấu trừ thuế được bảo đảm. Adjusted Gross Income cao hơn có thể gây ra các trở ngại về thuế khác, chẳng hạn như số tiền điều chỉnh hàng tháng liên quan đến lợi tức cao hơn, hay là IRMAA đối với chi phí bảo hiểm Medicare phần B và phần D. Và nếu quý vị có thêm thắc mắc thì xin liên lạc với những nhân viên hoặc là chuyên gia tài chính đáng tin cậy khác để có thêm chi tiết nữa. Thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn mang sự bình an cho tâm hồn. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi với chương trình, xin liên lạc với Thanh Thảo tại tonythanhthao@vietfacetv.com hoặc info@vietfacetv.com. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thanh Thảo Show tuần tới.